10 ngày trước khi tận thế zombie, tôi đã trúng sổ số Việt Lót 300 tỷ, rồi dùng số tiền đó mua một nhà tù bỏ hoang và biến nó thành pháo đài bất khả xâm phạm. Nhờ đó tôi có thể sống sót qua tận thế. Cùng với cơn đau đầu dữ dội, tôi đã mơ màng mở mắt ra. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, tôi hoảng hốt bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Ôi thần linh ơi, chẳng phải là tôi đã bị zombie làm thịt rồi sao? Làm sao tôi lại ở đây? Có lẽ nào tôi đã được tái sinh? Không thể tin được, tôi lấy điện thoại ra và xem giờ. Hiện tại là ngày 20 tháng 7 năm 2035. Còn 11 ngày nữa là đến tận thế zombie rồi. 300 tỷ tiền trúng sổ số vừa được chuyển vào tài khoản của tôi. Nghĩ lại tôi ở kiếp trước, sau khi có 300 tỏi thì tôi đã sống như một ông hoàng. Mua siêu xe và biệt thự, rồi ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền còn lại và chất đống nó thành một ngọn đồi trong biệt thự. Sau đó tôi hưởng thụ cuộc sống quý tộc cùng người đẹp. Nhưng sự sung sướng đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 11 ngày. Cho đến khi tận thế xảy ra, thì tất cả đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Cũng bởi vì tôi tham lam, vẫn còn khát vọng ôm tiền đi cưới Ngọc Trinh, nên cuối cùng tôi chỉ còn cái nhịp khi bầy zombie kéo đến. Kết thúc cuộc sống xa hoa vỏn vẹn 11 ngày. Lần này có cơ hội được sống lại, tôi sẽ không cho phép mình mắc sai lầm nữa. Mặc dù còn chút choáng váng sau khi tái sinh, nhưng tôi đã vội chạy ra ngoài phòng khách, rồi bắt đầu vắt óc suy nghĩ làm thế nào để sống sót qua ngày tận thế sắp tới. Dù đã được sống lại nhưng tôi vẫn nhớ được một số ký ức. Virus zombie không tự dưng mà có, nó đã bị dò dỉ từ một phòng thí nghiệm sinh hóa. Sau khi bị phát tán, nó nhanh chóng càn quét thế giới. Ban đầu virus lây lan qua không khí. Người nhiễm virus sẽ biến thành zombie trong vòng một ngày. Zombie sẽ điên cuồng tấn công người còn sống. Nếu ai bị cắn thì sẽ biến đổi thành zombie. Chỉ trong vòng 5 ngày, 95% dân số thế giới nhiễm virus và biến thành zombie. Vài ngày sau đó, tôi đã bị zombie làm thịt, trong khi còn chưa kịp tiêu hết 300 tỏi. Vì đã trải qua nhiều chuyện nên tôi biết rõ rằng, trong ngày tận thế, không thể nhờ vả bố con đứa nào cả. Nếu muốn sống sót được thì tôi phải tự thân vận động. Sau đó, tôi nhìn lại thời gian. Còn chưa đến 11 ngày nữa, thì thảm họa zombie sẽ ập đến với cả nhân loại. Tôi phải có kế hoạch ứng phó ngay lập tức, và chuẩn bị càng sớm càng tốt. Ba thứ không thể thiếu trong tận thế zombie sẽ là đồ ăn dự trữ, nước sạch và một căn cứ trú ẩn kiên cố. Nếu không có ba thứ quan trọng này, đến khi đối mặt với zombie thì chỉ có xin vĩnh biệt cụ. Rồi lập tức, tôi nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch. Trong ký ức kiếp trước của tôi nhớ ra rằng ở vùng ngoại ô thành phố, có một nhà tù bỏ hoang đang được giao bán. Vì nó quá đắt và chẳng có tác dụng mệ gì, thế là giao bán hơn năm mà chẳng có ma nào mua. Nhưng tôi quan tâm đến nhà tù này là bởi vì nó kiên cố như một pháo đài vậy. Sau đó, tôi liền gọi vào số điện thoại của người bán. Giá là 50 tỏi, trả rẻ hơn một xu tôi cũng không bán. Vì nhà không có gì ngoài tiền, nên tôi không thèm mặc cả làm gì mà mua luôn. 10 ngày trước khi tận thế zombie, tôi đã trúng sổ số Việt Lót 300 tỏi. Rồi tôi mua luôn một nhà tù bọ hoang và biến nó thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Như vậy tôi có thể sống sót qua ngày tận thế. Sau khi tôi không do dự chi ra 50 tỏi để mua lại nhà tù bỏ hoang và đồng ý gặp mặt bên kia lúc 1 giờ chiều, hẹn nhau ở cổng nhà tù bỏ hoang. Được rồi, không phải lo, tôi sẽ đến đúng giờ. Rồi tôi nhìn thời gian ngay sau khi cúp máy, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến thời gian đã hẹn. Nên tôi đành nhịn luôn bữa trưa, rồi tôi vội bắt taxi tới nhà tù bỏ hoang ở ngoại ô. Để không gây rắc rối không cần thiết, tôi đã chuẩn bị sẵn 50 tỏi, rồi chuyển nó sang một chiếc thẻ riêng. Làm xong việc này, người bán cũng đến đúng giờ. Nhìn thấy tôi đứng trước cửa còn trẻ trâu quá, nên lão hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ em ra trẻ đến vậy, mà đã có trong tay nguồn tài chính dồi dào. Thật đáng ngưỡng mộ, tôi không muốn giải thích thêm. Tôi ra hiệu cho lão mở cửa. Bên kia không nói gì thêm, vội lấy chìa khóa ra và mở cửa. Sau đó tôi đã kiểm tra nhà tù cẩn thận. Ở đây rộng lớn quá, có hàng trăm buồng giam bên trong, đủ sức chứa cả ngàn người. Bên cạnh đó, còn có một nhà hàng rộng vài trăm mét vuông và nhiều văn phòng khác, cùng với khu tổ chức sự kiện rộng bằng cả sân vận động Mỹ Đình. Không gian rộng rãi ở đây đủ để tôi cất đồ dự trữ vài chục năm. Thậm chí nếu muốn có thể để vừa vài chiếc xe tăng. Những bức tường nhà tù rất chắc chắn. Chúng được làm bằng xi măng cốt thép, kết hợp với cánh cổng khổng lồ được làm bằng titan siêu cứng, nâng khả năng phòng thủ của nhà tù lên mức cao nhất. Sau đó, tôi mang hợp đồng đến và thảo luận với người bán. Có các điều khoản như sau: phải để lại cho tôi tất cả mọi thứ trong nhà tù. Còn đâu tiền nong không thành vấn đề. Ông anh đã muốn 50 tỏi thì tôi cũng chấp nhận. Người bán nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngốc, nhưng lão nhanh chóng nói rằng, nể tình em ra là fan Dung Cúc, nên anh bán cho giá rẻ nhất rồi. Chứ nhà tù này ở trên Shopee, chúng nó toàn bán giá gấp đôi thôi. Đắt vậy thì có cho nó mới mua. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán xong, thì người bán cũng rời đi một cách nhanh chóng. Tôi nhìn lão ta đi khỏi đây mà lòng thầm vui mừng. Anh trai còn non và xanh lắm, chưa biết ai là gà ai là thóc đâu. Tận thế đến lại sợ vãi ra quần nhà.
Vậy là tôi đã hoàn thành bước đầu của kế hoạch. Nhưng giờ chưa phải lúc để ăn mừng, vì vẫn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa. Ngay sau tận thế, sẽ có rất nhiều người biến đổi thành zombie. Chỉ riêng ở thành phố này đã có hàng triệu xác sống rồi. Nhà tù này không có vấn đề gì khi chống đỡ vài ngàn zombie. Nhưng nếu số lượng zombie tấn công tăng lên vài lần, thì chắc chắn tôi sẽ đắp mộ của mình ở đây. Vì vậy tôi cần tiếp tục gia cố nhà tù này. Tôi lấy điện thoại ra và nhìn thời gian. Ngày 20 tháng 7 năm 2035 lúc 3 giờ chiều. Vẫn còn 10 ngày và 18 tiếng nữa cho đến khi tận thế. Nhìn thời gian đang ngày càng trôi nhanh, khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa. Tôi phải gia cố nhà tù càng sớm càng tốt, và cần mua rất nhiều đồ dự trữ nữa. Rồi tôi mở điện thoại ra kiểm tra tài khoản. Sau khi mua nhà tù thì còn 250 tỷ. Như vậy vẫn là quá đủ để tôi sắm sửa mọi thứ. Phải bắt tay vào nâng cấp nhà tù thành pháo đài mới được. Rồi tôi liền mở điện thoại ra để vào Shopee đặt hàng, bắt đầu mua nhiều mặt hàng với số lượng lớn. Đầu tiên tôi mua 3.000 tấn xi măng, 5.000 tấn đá hoa cương lát sàn và 1.000 tấn thép. Vì tôi mua với số lượng siêu to khổng lồ, nên các shop đã giảm giá rất nhiều. Do đó chỉ tốn 5 tỏi, tôi sẽ sử dụng những vật liệu này. Rồi nâng cấp bức tường nhà tù lên hơn 10 mét. Sau đó sẽ lắp thêm lưới điện ở trên. Sau khi gia cố thành pháo đài bất khả xâm phạm như này, chỉ cần tôi không báo đời mở cổng nhà tù ra, thì có cái nhìn lũ zombie tràn vào được. Tôi thật là giỏi quá đi. 10 ngày trước khi zombie bùng phát, tôi đã trúng sổ số Việt Lót 300 tỷ, rồi dùng số tiền đó mua một nhà tù bỏ hoang và biến nó thành pháo đài bất khả xâm phạm. Nhờ đó tôi có thể sống sót qua tận thế. 10 ngày trước tận thế zombie, tôi đã mua một nhà tù bỏ hoang với giá 50 tỏi và có kế hoạch nâng cấp nó trở thành pháo đài. Tưởng chừng dự án tham vọng đó bất khả thi, nhưng may mắn tôi đã có siêu năng lực, đó là không có gì ngoài tiền. Sau đó, tôi đến công trường và đề nghị tôi sẽ chi ra 5 tỏi để thuê đội thi công chuyên nghiệp nhất và yêu cầu họ hoàn thành dự án chỉ trong vòng 5 ngày. Chủ thầu thấy keo thơm thì cười vui như bố đẻ em bé. Sau một lúc thảo luận chi tiết về việc nâng cấp nhà tù, thì ông chủ hỏi không suy nghĩ nhiều vội gật đầu chốt kèo luôn. Thiếu gia cứ yên tâm đi, ở đây chúng tôi có thầy Lộc phụ hồ chỉ đạo, nên chỉ cần trả lương hậu hĩnh thì việc gì chúng tôi cũng có thể hoàn thành. Thấy chủ thầu gáy to vậy cũng khiến tôi yên tâm hơn. Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu lên kế hoạch mua sắm đồ dự trữ. Bởi vì sau khi ngày tận thế đến, virus zombie không chỉ làm con người biến đổi, mà nó còn khiến sinh vật và nguồn nước bị ô nhiễm nặng, nên sẽ rất khó có thể tìm được nguồn thức ăn. Vì vậy, để sống sót được thì chỉ có pháo đài thôi là chưa đủ. Tôi cần dự trữ lương thực và nguồn nước sạch đủ dùng nhiều năm. Tôi nhìn 240 tỷ còn lại trong thẻ ngân hàng của mình, thì không do dự gì nữa. Rồi tôi vội đến công ty cho thuê xe và thuê một chiếc xe sang có giá 15 tỏi. Ngoài đẹp trai ra thì tôi cũng rất khôn ngoan. Đến khi tận thế thì có cái nhi tôi trả lại xe. Sau khi thuê xe xong, tôi vội phóng xe đến siêu thị Vincom, rồi bắt đầu đặt hàng nhiều loại thực phẩm với số lượng lớn, bao gồm các loại ngũ cốc, gạo, đậu phộng, ngô, khoai lang. Mỗi thứ tôi mua sương sương 30 tấn đủ ăn mấy kiếp. Sau đó là các loại thịt như heo, bò, gà và vịt, mỗi thứ mua 10 tấn. Bây giờ tiền nong với tôi không thành vấn đề, nên tôi mua thêm 5 tấn trái cây các loại. Để không bị táo bón thì tôi cũng quất luôn mỗi loại rau củ 5 tấn. Vì sợ tận thế kéo dài lâu nên tôi đi mua hạt giống. Mỗi loại tôi mua 100 bao. Để bảo quản số đồ ăn khổng lồ, nên tôi đã thuê thêm một đội thi công nữa. Để xây dựng kho đông lạnh, tôi sẽ vung tiền để lắp đặt công nghệ làm lạnh tiên tiến nhất. Chỉ có như vậy thì mới dễ dàng bảo quản thực phẩm tươi sống trong nhiều năm. Đúng là có tiền thì vấn đề gì cũng được giải quyết. Sau đó tôi mua luôn một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ở đó có vô số loại đồ ăn vặt, bơ gia binh chi linh và trà sữa vị mắm tôm. Chừng này đủ cho tôi ăn ngập mồm vài chục năm. Nhưng nghĩ về sự bùng phát virus zombie, nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng nề, nên ngay lập tức tôi đặt mua 100.000 thùng nước đóng chai Levi. Sau một ngày mua sắm thả ga không cần nhìn giá, đã khiến tài khoản ngân hàng của tôi bay nhẹ 50 tỏi. Chắc các bạn nghĩ tôi điên rồi mới mua nhiều vậy. Tôi cẩn thận vậy vì không biết bao giờ tận thế mới kết thúc. Còn việc liệu tôi có cảnh báo cho mọi người về tận thế, thì có cái nhịp ấy vì giờ tôi nói cũng chẳng ma nào tin đâu. Tôi xây cả một kho dự trữ lớn như vậy, không chỉ để đề phòng bùng phát zombie, mà còn vì một lý do bí mật nữa. Sau tận thế 3 ngày thì bí mật sẽ được tiết lộ. Mặc dù tôi rất sợ zombie, nhưng vì bí mật đó rất quan trọng, nên nó khiến tôi mong chờ ngày tận thế đến. Lù mía, tận thế sắp đến mà tôi lại ngồi đây chém gió. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về bí mật đó. Tôi cần tận dụng thời gian quý giá trước khi tận thế để chuẩn bị thật tốt mọi thứ cần thiết. Như vậy mới giúp tôi sống sót được qua thảm họa sắp đến. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ xảy ra tận thế, nên tôi đã dự trữ rất nhiều đồ ăn thức uống đủ dùng vài chục năm. Nhưng vì có quá nhiều thực phẩm, nên rất khó có thể bảo quản hết được. Vì vậy tôi đã bỏ ra 5 tỷ thuê đội thi công chuyên nghiệp để xây dựng kho đông lạnh siêu to khổng lồ bảo quản thực phẩm. Trưa ngày hôm sau, các loại thực phẩm tôi mua đã được giao đến nhanh chóng. Có vô số xe tải lớn nhỏ chở hàng đến đây. Với vài trăm chiếc xe đậu trước cổng nhà tù như này, đã gây ra tình trạng tắc đường chưa từng có trong thành phố.
đồng thời thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng. Họ đã đến để kiểm tra tình hình. May mắn tôi đã luôn lẹo rằng em vừa trúng số 300 tỷ nên đang chi tiền xây dựng trung tâm từ thiện ở đây. Thấy được tấm lòng cao cả của tôi nên họ đã hài lòng rời đi. Hàng hóa được chuyển đến quá nhiều nên tạm thời tôi xếp chúng ở quảng trường rộng rãi của nhà tù. Vì kho đông lạnh đang trong quá trình xây dựng nên chưa có chỗ để. Thức ăn và nước uống ở quảng trường được xếp chồng lên nhau. Tôi đã sốc ngang khi chứng kiến nhiều hàng hóa đến vậy. Trong lòng tôi bắt đầu trào dâng cảm giác hạnh phúc vô cực. Với núi đồ ăn như thế này, thì trong ngày tận thế sắp đến, tôi sẽ sống một cuộc sống không làm mà vẫn có ăn. Nhưng sau khi gáy xong thì tôi chợt nghĩ lại, chỉ có đồ ăn và nước uống thôi là chưa đủ. Sau khi dịch bệnh bùng phát thì không khí sẽ bị ô nhiễm nặng. Các loại vi trùng gây bệnh sẽ lây lan khắp nơi, sẽ khiến hệ miễn dịch của con người suy giảm mạnh, làm dễ mắc bệnh hơn. Thế là tôi phóng xe đến nhà thuốc Long Châu gần đây, rồi lấy ra ngân phiếu 2 tỷ, mua hết sạch các loại thuốc trong kho. Ngoài ra còn được tặng thêm thuốc hồi sinh. Tôi nhớ rằng sau khi tận thế chỉ 3 ngày, lưới điện của thành phố sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Vậy nên tôi đã mua thêm 300 tấm pin mặt trời, rồi đặt chúng trên khắp các mái của nhà tù. Sau đó tôi lại nghĩ, chỉ pin mặt trời thôi thì vẫn chưa đủ. Nếu mà trời mưa nhiều ngày thì có cái gì còn điện để dùng. Mà không có điện thì tôi không xem phim Nhật được. Thế là tôi quất luôn 20 máy phát điện chạy bằng dầu và mua luôn vài trăm thùng dầu về để có cái mà dùng. Bên cạnh đó, tôi cũng lắp đặt tua bin gió ở khu đất trống của nhà tù. Vì nhà tù nằm ở khu vực ngoại thành, địa hình cũng tương đối cao nên gió ở đây mạnh vãi loạn. Cho nên đặt tua bin gió ở đây để tạo điện thì hết nước chấm. Ngoài ra, tôi cũng thay toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ bằng kính chống đạn. Bởi vì tai lũ zombie thính như chó, nên cách âm cũng được lắp đặt xung quanh. Làm như vậy thì dù bên trong tôi có hò hét, thì cũng không sợ bị phát hiện. Sau khi lắp đặt xong xuôi, tôi vội lái xe đến chợ đen. Tôi nhanh chóng nhìn quanh bên trong, rồi tôi chọn thứ có khả năng gây sát thương cao, lại còn rất dễ dàng mang bên người. 30 súng trường, 20 súng lục, 20 của lựu đạn. Còn với đồ phòng hộ thì tôi chọn loại áo giáp tốt nhất. Thằng bán bốc phét là nó có thể chống được cả đạn xe tăng. Sau khi trang bị vũ khí tận răng như này, thì tôi đếch sợ bố con nhà thằng nào nữa cả. Khi quay trở về nhà, tôi đã lên Tiki mua rất nhiều sách dạy làm giàu. Rồi tôi còn dùng máy tính tải rất nhiều phim Nhật và video dùng cúc. Không có gì đáng sợ với tôi hơn việc thiếu thốn tình cảm. Nên tôi đặt vội một em búp bê sexy về, để mỗi đêm không còn cô đơn nữa. Vậy là trước mắt cái đã qua 3 ngày rồi. Lúc này, việc mở rộng và nâng cấp nhà tù đã hoàn thành. Những đồ dùng mà tôi đặt trên Shopee cũng lần lượt được giao đến trong mấy ngày qua. Nhiều đồ đến mức tôi không còn chỗ để ngủ nữa. Đang lúc tuyệt vọng không biết phải xử lý làm sao, thì vừa may kho đông lạnh đã được hoàn thành. Sau đó tôi thuê mấy anh shipper đưa 99% vật tư vào kho đông lạnh. Với 1% còn lại thì sẽ được chuyển đến nhà bếp của tôi. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc nấu ăn hàng ngày. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, không phải vì tôi quá thận trọng, nhưng chuyện méo gì cũng có thể xảy ra được trong tận thế. Vì vậy nên tôi phải luôn đề cao cảnh giác. Sau đó tôi vào Shopee săn xem tiếp. Lần này tôi sẽ vào mục linh kiện điện tử, rồi đặt mua vài chiếc dozen cùng với camera. Tôi sẽ dùng chúng để giám sát tình hình bên ngoài nhà tù. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhìn thời gian. Bây giờ là 22 giờ 20 phút ngày 30 tháng 7 năm 2035. Đã rất gần với thời điểm xảy ra tận thế và bùng phát zombie rồi. Chỉ còn đúng 12 tiếng nữa thôi. Để kỷ niệm thời khắc thay đổi lịch sử nhân loại này, thì tôi đã chuẩn bị một bữa ăn hoàng gia 69 món cho mình. Nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn chút nào. Tôi đành đi lên sân thượng và ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Đây có lẽ sẽ là đêm bình yên cuối cùng. Vì chỉ đến ngày mai thôi, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Và loài người đang bước đến bên bờ diệt vong gần hơn bao giờ hết. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, bỗng nhiên nơi bạn sống bùng phát zombie, thì bạn sẽ làm gì để sống sót? 10 giờ 20 phút sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn vang trời. Nó khiến đầu óc tôi choáng váng. Mặc dù tôi đã cố gắng ngồi dậy thật nhanh, nhưng phải đến một lúc sau tôi mới trấn tĩnh lại được. Chẳng lẽ đã bắt đầu xảy ra tận thế rồi sao? Tôi nhảy ra khỏi giường ngay lập tức, rồi vội cầm theo chiếc kính viễn vọng để lên sân thượng quan sát. Đây là chiếc kính hiện đại có giá 2 tỏi mà tôi mua từ NASA về. Nó có thể quan sát vật thể ở xa hàng chục cây số. Bây giờ sẽ là thời cơ tốt để tôi kiểm chứng chất lượng của nó. Tôi đặt kính viễn vọng trên sân thượng, rồi nhìn về hướng tây bắc nơi đang có khói mù mịt. Ôi thần linh ơi, thảm họa đến thật rồi. Qua chiếc kính viễn vọng, tôi nhìn thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Có chiếc máy bay khổng lồ đã lao vào phòng thí nghiệm sinh hóa. Ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, khói bốc lên đen cả bầu trời. Nhưng đây không phải là thứ tôi quan tâm lúc này. Điều tôi lo lắng là chuyện sẽ xảy ra sau khi phòng thí nghiệm bốc cháy. Trong ký ức kiếp trước của tôi, sau khi máy bay đâm vào phòng thí nghiệm sinh hóa, hỏa hoạn đã dẫn đến sự rò rỉ virus zombie ra bên ngoài. Đó chính là nguyên nhân diễn ra tận thế. Dù tôi đã chuẩn bị tốt cho ngày này, nhưng trong lòng tôi vẫn mong tận thế không xảy ra. Tôi giữ chặt kính thiên văn bằng cả hai tay, rồi tập trung quan sát mọi thứ diễn ra trong phòng thí nghiệm. Tôi cầu nguyện rằng một phép màu sẽ xảy ra. Khoảng vài phút sau, một nhóm nhà khoa học đã lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
với vẻ mặt đầy hoảng loạn và la hét ầm ĩ. Bởi vì ngay ở phía sau họ là rất nhiều con zombie đang gầm rú kinh hoàng. Chúng điên cuồng đuổi theo người còn sống. Vậy là đã không có phép màu nào xảy ra cả. Đây là ngày đầu tiên bùng phát virus, cũng là lúc chúng lây lan nhanh nhất. Mỗi con zombie bị nhiễm bệnh sẽ hoàn toàn trở nên mất ý thức. Sức mạnh, tốc độ và sự linh hoạt của chúng sẽ gấp 3 lần người thường. Chính vì nguyên nhân đó nên chỉ cần mất 3 ngày đã khiến 90% dân số thế giới bị lây nhiễm virus zombie. Các nhà khoa học hoảng loạn chạy trốn khỏi bầy xác sống, nhưng đáng tiếc rằng họ đã không chạy được xa thì liền bị đám zombie phía sau vồ lấy và làm thịt. Chỉ khoảng 10 phút sau khi bị cắn, những nạn nhân đang nằm bất động trên mặt đất thì bỗng cơ thể họ bị co giật mạnh, cuối cùng trở thành zombie. Rồi đám đó chạy về phía thành phố. Trong lúc đó, virus zombie trong phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục rò rỉ, khiến cho số lượng người bị biến đổi ngày càng tăng nhanh. Cứ như thế này 5 giờ sau, cả thành phố chìm trong khói lửa, mọi thứ trở nên hỗn loạn, số lượng người ngày càng ít đi, còn zombie thì liên tục tấn công mọi người. Tôi lấy điện thoại ra và nhìn thời gian. Bây giờ là 3 giờ 20 chiều ngày 31 tháng 7 năm 2035. Tôi đã liên tục dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình bên ngoài. Cho đến giờ đã 5 tiếng trôi qua rồi. Lúc này trong lòng tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả. Khi ở kiếp trước, tôi chỉ được chứng kiến tận thế diễn ra qua màn hình TV. Nhưng lúc này tôi lại đang quan sát cảnh tượng đó một cách trực tiếp. Cảm giác thật là khác biệt. Tôi đã thấy rất nhiều xác chết nằm la liệt trên đường. Còn bầy zombie bên ngoài thì đông vãi loạn. Mặc dù đã xem video tận thế của Trung Quốc nhiều rồi, nhưng khi thấy cảnh tượng này tôi vẫn sợ vãi ra quần. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thành phố chỉ còn tiếng gầm rú của zombie. Những người sống sót vội chạy trốn hướng về vùng ngoại ô. Như vậy chẳng phải đang đến chỗ tôi sao? Lúc sau, một nhóm người đã tới trước cửa pháo đài. Họ đập cửa điên cuồng để cố gắng vào trong. Nhưng cánh cửa đã được tôi gia cố bằng hợp kim titan rồi. Ngay cả đạn xe tăng cũng không xuyên qua nổi. Đập cửa như vậy thì đến một quyết năm sau cũng không phá nổi. Đậu xanh, cửa này chắc chắn quá. Không còn nhiều thời gian nữa, hay là trèo vào đi. Mày có bị đần không vậy? Không thấy ở trên đó có lưới điện à? Sau khi cứ tóc đỏ nói ra điều này, thì đám người còn lại không còn dám hành động liều lĩnh nữa. Nhưng bỗng lúc này, có người đã phát hiện ra camera ở cửa. Rồi hắn dùng loa phóng thanh để hét lên cầu cứu. Sau đó hắn kể lấy hoàn cảnh đáng thương và hứa hẹn rằng, nếu anh giao cho em vào, thì em sẽ tặng cho 10 tỏi, còn em sẽ làm trâu làm bò hầu hạ anh. Mấy em gái xinh tươi thì nói rằng, em sẽ dùng tấm thân này để báo đáp anh giao. Xin anh hãy thương hoa tiếc ngọc. Xin hãy mở cửa cứu bé vào. Thậm chí có tên BD cũng đòi dùng thân báo đáp. Hắn hứa sẽ gầy với tôi mỗi ngày. Tôi cũng đến cạn lời với đám người này. Rồi tôi tỏ vẻ lạnh lùng bo. Sau đó hướng vũ khí về phía đám người kia. Không nhiều lời nữa, giờ tôi cho các người hai lựa chọn. Một là phán ngay, hai là bị bắn bay dưới tính. Đã 5 tiếng kể từ khi virus zombie bùng phát, cả thành phố trở nên hỗn loạn. Nhưng lúc này đã có rất nhiều người phát hiện ra căn cứ của tôi. Họ điên cùng đập cửa rồi khóc lóc cầu xin tôi cho vào. Mau phản đi, tôi không phải là chúa để cứu giúp mấy người đâu. Bởi vì tôi đã trải qua một bi kịch tương tự ở kiếp trước. Nếu không phải tôi đã ra tay cứu người đó, thì tôi cũng đã không phải chết tức tưởi như vậy. Tất nhiên, nếu lúc ấy người đó không xuất hiện, thì tôi cũng không thể khám phá ra bí mật. Khi tôi nghĩ về bí mật đó, đã khiến tôi trở nên rất háo hức. Nhưng bỗng vào lúc này, lũ đần này vẫn chạy cối không chịu rời đi. Chúng không tin tôi giảm bắn. Rồi chúng la hét inh ỏi và chửi tôi là thằng đầu bùi rẻ rách. Vài thằng đầu gấu thậm chí còn đe dọa tôi rằng, thằng danh, mau mở cửa ra cho tao, nếu không thì đừng trách tao ác. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi liền bắn một phát xiên táo thằng giang hồ mõm kia. Các người chỉ còn 3 giây nữa thôi, nếu vẫn còn cứng đầu ngoan cố thì tôi sẽ cho đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên đấy. Sau khi nghe thấy tôi cảnh cáo, đám người kia cuối cùng cũng biết sợ là gì, rồi bắt đầu bỏ chạy như điên. Nhưng chỉ cách đó không xa, vô số zombie đã lao đến từ mọi hướng. Đám người kia chỉ biết khóc thét chịu trận. Cảnh tượng trông thật kinh hoàng. Nhưng điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Có vẻ như đám xác sống đã nghe thấy tiếng súng ban nãy. Vậy là chúng bắt đầu tập trung lại trước cửa nhà tù, rồi bắt đầu điên cùng đập phá cánh cửa. Thậm chí còn có con zombie cố gắng trèo tường để vào trong. Nhưng nó đã bị điện giật cho khét lẹt. Có vô số zombie đã bao vây nhà tù rất lâu. Dù chúng khỏe vãi loạn nhưng vẫn không phá được cửa. Sau đó khi những người còn sống bỏ chạy qua đây, đã thu hút sự chú ý của lũ zombie xung quanh nhà tù. Lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm, để thưởng cho vẻ đẹp trai của mình, nên tôi đã nướng nguyên con gà ngon nhất nách. Đến lúc 10 giờ, ngọn lửa kinh hoàng đã bao trùm cả thành phố. Nhưng những lời kêu cứu ngày càng ít đi, ngay cả zombie cũng xuất hiện trên truyền hình. Khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, cũng bị zombie lao vào tấn công. Tôi biết rằng nhân loại đang đứng trước bờ vực diệt vong. Tại thời điểm này, đã có hơn 90% dân số thế giới bị nhiễm virus zombie. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì zombie sẽ lây lan nhanh chóng sang các thành phố khác. Chỉ trong vòng ngày mai thôi, châu Mỹ sẽ thất thủ và cả thế giới sẽ sụp đổ theo vào ngày kia. Tất nhiên với sức người nhỏ bé như tôi, thì tôi không thể ngăn cản được sự lây lan khủng khiếp của zombie. Đứng trước thảm họa chưa từng có đã khiến con người tuyệt vọng. Trong khi bên ngoài mọi người đang bỏ chạy tán loạn,
Thì trong pháo đài, tôi đang ngồi sofa nhai đùi gà thơm nức, rồi tận hưởng sinh tố lúa mạch mát lạnh và lắng nghe tiếng gầm rú của Sammy bên ngoài. Mặc dù tôi hơi khốn nạn, nhưng cảm giác này thật là phê quá đê. Hôm nay là ngày thứ hai bùng phát Sammy. Tôi ngủ nướng đến 9 giờ sáng, rồi tôi vội chạy lên sân thượng để quan sát tình hình bên ngoài qua kính viễn vọng. Lúc này, ngọn lửa trong thành phố đã không còn dữ dội nữa. Thỉnh thoảng có vài người sống sót chạy trên đường, nhưng số lượng hầu như không đáng kể. Ngoài đường phố bây giờ, lũ zombie đang càn quét khắp nơi để tìm con mồi. Cảnh tượng nơi đây không khác gì địa ngục trần gian cả, mà đó là địa ngục dành cho người khác. Chứ đây lại là thiên đường của tôi. Do buổi sáng tôi lười nấu cơm, nên tôi chỉ nấu mì cùng với tôm hùm. Vẫn chưa thấy no nên tôi đớp thêm hai cái bánh bao. Sau đó, vào buổi trưa và tối tôi lại đánh chén sơn hào hải vị. Trừ giờ ăn ra, thì tôi luôn ở trên sân thượng để quan sát tình hình lây nhiễm của zombie trong thành phố. Thời gian rảnh thì tôi lại ngồi đánh liên quân. Nhưng do gặp đồng đội ngu quá nên tôi ép ke ra xem phim Nhật. Vì tôi mồ côi cha mẹ nên phải theo chân thầy Lộc đi làm phụ hồ, nên cuộc sống trước đây của tôi rất vất vả. Nhưng từ khi tận thế xảy ra mọi thứ đã thay đổi. Trong khi mọi người bên ngoài đau khổ thì tôi lại sống sung sướng. Đến 23 giờ 20 phút, đám cháy trong thành phố gần như đã hết. Không còn ai sống sót ngoài đường nữa. Tiếp theo đó là sự cố mất điện, mạng và nước sạch. Mọi chuyện đang diễn ra sớm hơn so với kiếp trước. Điều này khiến tôi rất băn khoăn. Có phải vì sự tái sinh của tôi đã có tác động đến mọi chuyện đang xảy ra, khiến cho các sự kiện đều diễn ra sớm hơn? Liệu bí mật đó có bị tiết lộ trước không? Khi nghĩ đến chuyện đó, nó làm trái tim tôi chợt có thắt lại vì lo lắng. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, thì có thể đối mặt với bí mật đó một cách dễ dàng. Nhưng càng nghĩ về những điều đã xảy ra trước đây, thì tôi lại càng sợ mình không thể đánh bại kẻ đó. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những ký ức đau buồn. Chính vì bí mật đó mà người tôi yêu đã phản bội tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng nó không xảy ra ở kiếp này. Lúc 11 giờ 5 phút tôi lại lên sân thượng, rồi tiếp tục theo dõi tình hình trong thành phố bằng kính viễn vọng. Tôi đã thấy bầy zombie tràn vào phố hải sản Trần Duy Hưng. So với thời điểm kiếp trước, thì tôi đã nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra sớm hơn một ngày. Sau đó tôi lấy điện thoại ra và xem giờ. Hiện tại là 11 giờ 25 phút. Ở kiếp trước là vào lúc 24 giờ ngày tận thế thứ 3, khi người đó xuất hiện và tôi đã cứu cô ta. Nhưng vì một bí mật nào đó mà tôi đã bị gài bẫy rồi chết tức cười. Vì mọi thứ diễn ra sớm hơn một ngày so với kiếp trước. Điều đó có nghĩa là cô ta sẽ xuất hiện sau 35 phút nữa. Sau khi nhận ra rằng nguy hiểm sắp đến, thì tôi đã cố gắng để bình tĩnh lại. Giờ tôi cần phải sẵn sàng chiến đấu. Sau đó tôi rời khỏi sân thượng lúc 11 giờ 30 phút, rồi bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ tôi đã chuẩn bị trước đó. Khoảng 11 giờ 45 phút tôi đã tuần tra xong. Mọi thứ đã ổn áp để sẵn sàng tiếp khách. Giờ đây tôi đã thấy an tâm hơn rồi. Sau đó tôi xách hai khẩu bắn tỉa lên sân thượng. Đúng vào thời điểm này, một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là tiếng gọi cúc cu. Tôi vội tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh, rồi tôi đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, một cô gái lâu ly xinh đẹp. Hiện tại cô ta đang đứng trước cổng pháo đài, rồi hướng mắt lên trên để tìm kiếm vị trí của tôi. Khi thấy cô ta tôi bất giác sợ hãi. Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên ở trong cô nhi viện. Khi còn nhỏ, vì tôi không có cha mẹ hay người thân, nên tôi đã bị lũ khốn bắt nạt ở trường. Khi lớn lên, tôi lại càng bị coi thường vì nghèo khó. Chỉ có Trinh Su luôn yêu thương tôi. Cô ấy đã giúp tôi trừng trị những kẻ bắt nạt ở trường. Kể từ đó trở đi, chúng tôi trở thành bạn bè tốt của nhau và luôn bên cạnh nhau mỗi ngày. Đến cả sau khi tốt nghiệp đại học, thì chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ. Trong trái tim tôi, cô ấy là người thân duy nhất. Tôi có thể tin tưởng cô ấy vô điều kiện, chia sẻ mọi thứ tôi có với cô ấy. Nhưng đến cuối cùng, tôi đã phát hiện ra tất cả chỉ là một âm mưu đã được sắp đặt trước. Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi gặp nhau, đã được lên kế hoạch từ trước. Cô ta tiếp cận và cố gắng bảo vệ tôi là vì bí mật ẩn chứa trong cơ thể tôi. Sau khi bí mật được tiết lộ, thì tôi sẽ bị trừ khử vào ngày thứ 5 của đại dịch zombie. Tôi không thể quên được cảm giác đau đớn đó, mà chính cô ta là kẻ bắt đầu mọi chuyện. Trong khi tôi vẫn đang chìm trong ký ức, thì bỗng tiếng còi đó lại vang lên. Nó giống như tiếng chim cúc cu. Đây cũng là cách thức giao tiếp bí mật giữa tôi và cô ta. Trước đây chúng tôi đã hẹn ước rằng, nếu một trong hai đang gặp nguy hiểm và không kêu cứu được, thì chỉ cần thổi chiếc còi cúc cu này lên. Hóa ra đây cũng là kế hoạch mà cô ta đã chuẩn bị trước. Là ngày đó tôi sung sướng vì được người đẹp tặng quà. Vì hoàn toàn tin tưởng Chinsu ở kiếp trước, nên tôi đã dại dột nghe theo cô ta và phải trả giá. Cho đến khi bị bầy zombie làm thịt, thì tôi mới hiểu ra rằng tất cả mọi chuyện đã được lũ Chinsu sắp đặt từ trước. Zombie trong ngày tận thế cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là tiếng nói của con người. Nhưng kỳ lạ là zombie không chú ý đến tiếng còi. Vì vậy cô ta đã sử dụng chiếc còi cúc cu đó để gọi tôi. Tại sao cô ta lại biết tiếng còi không thu hút zombie? Có lẽ nào chính cô ta đã tạo ra thảm họa tận thế zombie này? Đêm khuya
ngày thứ hai sau khi tận thế, cô ta đã xuất hiện trước cửa pháo đài. Lúc này tôi đang đứng trên sân thượng. Nghĩ lại kiếp trước, tôi đã quá ngây thơ, để rồi ngu ngốc tin lời Chinsu rồi phải trả giá. Nhưng đó là ở kiếp trước thôi, chứ có nằm mơ cô ta cũng không ngờ được. Thần đằng đẹp trai đã được tái sinh. Ngay sau đó tôi đã quay trở lại với thực tại, rồi lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình và nở một nụ cười nhan hiểm, giống như sau khi ngày tận thế nổ ra ở kiếp trước. Lý Chinsu lại vác vẻ mặt đáng thương đến tìm tôi. Cô ta là người rất khôn ngoan và vô cùng nhạy bén. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị phát hiện ra ngay. Nhưng tôi đây cũng không nằm chờ chết, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để tiếp đón cô ta. Trước khi dụ cô ta bước vào bẫy đã được tôi bố trí, thì tôi cần tập trung để có thể bình tĩnh lại. Tôi chỉ cần sơ hở chút thôi là sẽ thất bại ngay. Bí mật mà cô ta nắm giữ rất quan trọng với tôi. Nếu tôi có thể khám phá ra bí mật đó, thì tôi có thể sống sót qua tận thế, thậm chí còn có thể chấm dứt được đại dịch zombie. Tôi lấy điều khiển từ xa ra và nhấn nút. Cánh cửa pháo đài từ từ mở ra. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, cô ta đã đứng ngoài quan sát hồi lâu. Sau khi xác nhận rằng không có nguy hiểm gì, thì mới bước vào một cách thận trọng. May mắn thay tôi đã lường trước điều này, nên chiếc bẫy đã được ngụy trang cẩn thận. Nếu không, cô ta nhất định sẽ phát hiện ra. Chinsu từng bước đi về phía chiếc bẫy. Trong lòng tôi có cảm giác hân hoan là sẽ thành công. Kiếp trước cô đã gài bẫy để hãm hại tôi, thì kiếp này tôi cũng sẽ cho cô phải nếm mùi đau khổ, Chinsu ạ. Tuy nhiên, khi chỉ còn một bước chân nữa, là cô ta sẽ dính bẫy ngay lập tức. Nhưng bỗng cô ta chợt dừng lại, rồi với tốc độ ánh sáng cô ta đã lùi lại, nhanh chóng rút ra một khẩu bắn tỉa, nhắm thẳng vào đầu tôi. Cô ta hành động rất nhanh gọn. Trong lúc tôi còn lơ ngơ chưa kịp phản ứng, thì cô ta đã bóp cò ngoại rồi. Viên đạn lạnh lùng bay về phía tôi. Người đàn bà này thật sự rất nhan hiểm. Cô ta nghĩ rằng tôi chết chắc rồi, nhưng tôi biết rằng thần đằng đẹp trai đã tính toán cả rồi. Mấy hôm trước, tôi đã lắp kính chống đạn trên sân thượng. Người bình thường ở phía dưới khó mà phát hiện ra được. Viên đạn bay vào trúng kính rồi bật ra ngoài. Nếu không có kính bảo vệ chắc tôi mù cù tỏi luôn rồi. Cô ta lâu ly mà bắn chuẩn vái đạn ra, nhưng Chinsu cũng bị sốc ngang. Vì không nghĩ rằng tôi chuẩn bị kỹ càng đến vậy, nên vội bỏ chạy ra ngoài. Làm sao vào pháo đài này rồi lại có thể chạy đi dễ dàng được? Tôi nhấn lại nút điều khiển từ xa trên tay. Cánh cửa dày 2 mét đóng sầm lại. Cùng lúc đó tôi lại nhấn nút. Một chiếc lồng sắt từ trên cao rơi xuống, khóa chặt đồ đàn bà xấu xa ở bên trong. Sau đó tôi bắn thêm 2 phát vào trúng chân cô ta. Người phụ nữ này mưu mô quá, tôi phải cực kỳ cẩn thận. Trong thời gian qua, tôi chăm chỉ tập bắn mỗi ngày, nên giờ tôi đã có khả năng bắn bách phát bách trúng. Do đó bắn trúng cô ta dễ như ăn kẹo. Sau khi xác nhận rằng cô ta không đe dọa được tôi nữa, thì tôi đã bước xuống từ sân thượng, rồi đến trước mặt cô ta. Mau đưa cho tôi lọ thuốc bí mật đó, còn không thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Vào nửa đêm ngày thứ hai sau tận thế, tôi đã bắt được kẻ xấu xa hãm hại tôi ở kiếp trước. Chứng kiến cô ta bị nhốt trong lồng, tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Còn à ta thì đang rất cay giái vì bị bắn vào chân. Lần này khi đối mặt với người tôi từng thương, thì tôi đã có thể bình tĩnh hơn được rồi. Tuy nhiên, trong ánh mắt Chinsu vẫn đang thể hiện sự kinh ngạc. Làm sao cậu lại biết trước? Đừng có mà đánh trống lảng nữa. Khôn hồn thì mau giao thuốc ra đây, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Chắc cậu phải biết rõ hơn tôi, là những zombie ngoài kia hung dữ như nào nhỉ? Sau khi cô ta nghe thấy tôi đe dọa, thì sắc mặt liền tái mét đi vì sợ. Như chỉ được một lúc thì cô ta bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi tưởng cậu đã biết hết mọi chuyện rồi. Hóa ra cậu lại không biết công dụng thực sự của thuốc hồi sinh. Có vẻ như tôi chưa hoàn toàn thua cuộc. Tôi đoán người đàn bà tham vọng này có đồng bọn. Nếu không thì một bé gái lao ly 8 tuổi ngày ấy làm sao có thể hạ gục được cả đám trung trường vậy? Và phải mất 15 năm để thực hiện kế hoạch, thì chắc chắn chống lưng cho cô ta phải là một tổ chức lớn. Vậy thì kiểu gì quanh đây cũng có thiết bị nghe trộm. Vì thế tôi không thể tiết lộ về sự tái sinh của mình được. Nếu tổ chức đứng sau Chinsu biết chuyện tôi tái sinh, thì tôi e rằng chúng sẽ huy động một đội đặc nhiệm vũ trang, rồi đến đây truy sát tôi để đề phòng hậu họa về sau. Pháo đài của tôi được nâng cấp vô cùng chắc chắn. Nó có thể ngăn chặn hàng chục ngàn zombie, nhưng khó lòng ngăn được vũ khí. Lúc này, Chinsu đột nhiên lên tiếng. Tôi cũng không biết tác dụng tối thượng của thuốc là gì. Suốt bao năm qua tôi chỉ là một con rối, phải làm theo mệnh lệnh, nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi chỉ biết một điều duy nhất, đó là tôi luôn yêu quý cậu thật lòng. Nhưng tôi buộc phải tiêu diệt cậu theo lệnh của tổ chức. Tôi không còn lựa chọn nào khác cả, bởi vì họ đã bơm thuốc độc vào người tôi. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì họ sẽ không cho tôi thuốc giải độc. Tôi nói ra không phải để cầu xin lòng thương xót của cậu, chỉ là bên nhau suốt 15 năm qua thì tôi cũng có tình cảm với cậu. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi nói ra hết nỗi lòng mình. Trên người tôi có một thiết bị liên lạc, nên họ sẽ biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Và họ sẽ đến tiêu diệt cậu vào 3 ngày nữa. Không ai có thể ngăn cản họ được. Nếu còn ở lại đây thì cậu sẽ được một vé đăng xuất khỏi trái đất. Vì vậy hãy nghe lời tôi, hãy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nói xong, cô ấy vội kết liễu chính bản thân mình. Mặc dù từng lừa dối tôi nhưng cô ấy cũng thật đáng thương. Rốt cuộc thì cũng do tổ chức kia đứng sau tất cả. Tôi biết Jin-su khuyên tôi bỏ trốn là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi sẽ không để sự hy sinh của cô ấy trở nên vô ích. Mặc dù tổ chức đứng sau Jin-su có vẻ rất nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta quyết tâm trừ khử tôi, thì tôi có chạy lên trời cũng không thoát được. Hơn nữa, ở bên ngoài đang có rất nhiều zombie đói khát. Giờ mà ra ngoài thì không biết tôi còn xác mang về không nữa. Vậy nên suy cho cùng, ở lại pháo đài vẫn là an toàn nhất. Chỉ cần tôi cố gắng sống sót là sẽ có thể khám phá ra bí mật về thuốc hồi sinh. Nhưng trước hết, tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Và rồi tôi sẽ cho bọn tổ chức kia nếm mùi sợ hãi. Thân đằng tôi đẹp trai chứ không dễ bị bắt nạt đâu. Sau khi bùng nổ zombie, tôi đã bắt được cô gái từng hãm hại tôi ở kiếp trước. Trước khi ra đi, cô ấy đã trao cho tôi thuốc hồi sinh. Sau khi hỏa táng Jin-su, tôi liền bấm nút đóng lại cửa pháo đài. Để an toàn, tôi đã kích hoạt chế độ siêu phòng thủ. Sau đó tôi quay trở lại văn phòng và ngồi xuống ghế sofa. Giờ tôi không còn tâm trạng xem Dung Cúc nữa. Để thoải mái hơn nên tôi đã làm lon sinh tố lúa mạch. Tôi uống một hớp hết sạch luôn. Bằng cách này đã giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại lũ xấu xa đó. Rồi tôi vội quay trở về phòng và sẵn sàng để thử nghiệm thuốc hồi sinh lên người. Căn phòng của tôi là nơi kiên cố nhất trong pháo đài này. Trong quá trình dùng thuốc tôi sẽ ở lại đây, như vậy sẽ không lo bị kẻ khác làm gián đoạn. Tôi đang rất tò mò về tác dụng của thuốc. Sau đó, tôi lại kích hoạt hệ thống phòng thủ mạnh nhất. Rồi tôi lấy lọ thuốc hồi sinh ra. Cách sử dụng thứ thuốc bí ẩn này rất đơn giản. Chỉ cần mở nắp ra và uống hết thôi. Ngay sau khi tôi bật nắp ra, một mùi hương kỳ diệu phả vào mặt tôi. Khi ngửi vào tôi cảm thấy rất say mê. Rồi tôi há mồm ra và hút hết sạch lọ thuốc luôn. Uống xong, tôi liền ngồi trên giường chờ thuốc phát huy tác dụng. Sau đó khoảng 18 phút 32 giây từ khi tôi uống thuốc, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cơ thể bắt đầu nóng ran lên, máu trong người bắt đầu sôi dần, đầu óc tôi xoay vòng như trong chóng. Đến lúc 30 phút 57 giây sau khi tôi uống thuốc, thì các triệu chứng khó chịu vừa rồi dần biến mất. Dường như tôi đã hấp thụ được thuốc, tôi cảm nhận được trí tuệ của mình được nâng cấp. Tôi có thể tính nhẩm phép nhân 69 chữ số trong một giây. Tôi vội lấy điện thoại ra để kiểm tra X. Khoảng 10 phút sau, kết quả đã có. Chỉ số thông minh của tôi đã lập kỷ lục thế giới với X280. Bạn có biết rằng nhà bác học Einstein chỉ có X160, còn thiên tài Da Vinci có X230, mà của tôi đã là 280 rồi. Đây chỉ là bài kiểm tra mang tính tương đối, chứ trí tuệ của tôi đã ở tầm vũ trụ rồi. Bên cạnh đó, tôi phát hiện ra sức mạnh và tốc độ của mình đã được cường hóa. Tôi bước ra khỏi phòng và đến quảng trường để kiểm chứng. Chiếc bàn cầm thạch nặng hơn 800 kg, nhưng tôi chỉ cần một ngón tay để nhấc nó lên. Sau đó tôi bắt đầu kiểm tra tốc độ. Chỉ trong nháy mắt thì tôi đã chạy xa được vài trăm mét. Tốc độ và sức mạnh của tôi đã vượt quá giới hạn của con người. Tôi đã rất kinh ngạc khi biết thuốc hồi sinh hiệu quả như vậy. Ban đầu tôi còn tưởng uống vào ngủ cụ tỏi luôn. Ai dè nó lại giúp tôi có siêu năng lực như bây giờ. Tôi đã đẹp trai rồi lại còn có sức mạnh hơn người. Nhưng có vẻ đây chỉ là tác dụng cơ bản của thuốc. Bởi vì tôi nghe cộng đồng mạng đồn thổi rằng công dụng tối thượng của thuốc là điều khiển zombie bằng tâm trí. Nếu đó là sự thật thì lại nhức cái nách luôn. Sau đó tôi nóng lòng chạy lên sân thượng, rồi nhìn vào con zombie bên ngoài pháo đài. Tôi bắt đầu niệm chú cùng ba la xì bùa. Tuy nhiên nó chẳng có cái tác dụng ngoại gì cả. Với quyết tâm ngã ở đâu gấp đôi ở đó, tôi lại dùng công lực để niệm chú. Nhưng sau khi thử 70-79 lần thì tôi vẫn thất bại ê chề. Chẳng lẽ vẻ đẹp trai của mình chưa đủ thu hút chúng sao? Hay do đứng xa zombie quá nên không có tác dụng nhỉ? Thế là tôi vác miếng thịt bò câu bê ra ngoài, rồi đặt trước cổng nhà tù, sau đó đóng hệ thống phòng thủ pháo đài lại, cuối cùng là bắn một phát đạn vang trời để thu hút zombie. Không lâu sau, tiếng gầm rú đáng sợ của zombie vang lên trước cửa pháo đài. Rồi bầy zombie điên cuồng lao vào đập cửa. Tôi đã quan sát thấy có ít nhất cả ngàn con zombie tập trung lại. Sau khi xảy ra tận thế zombie, tôi đã sử dụng thuốc hồi sinh. Nó giúp tôi trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn gấp nhiều lần. Vì tôi đã từng bị zombie cắn xé ở kiếp trước, nên khi nhìn thấy chúng lại khiến tôi khiếp sợ. Mặc dù đã có siêu năng lực nhưng tôi vẫn thấy rất lo lắng. Tôi vội trấn tĩnh lại để bấm nút mở cửa pháo đài. Lũ zombie đã tràn vào, bắt đầu ở khoảng cách 100 m. Tôi thử điều khiển zombie bằng tâm trí, kết quả vẫn không được, giảm xuống 90 m vẫn không được. Sau khi thử 20 lần mệt muốn cục quần, thì cuối cùng tôi cũng điều khiển zombie thành công. Có vẻ như phải đứng trong phạm vi 80 m mới hiệu quả. Chứ xa quá thì còn cái nịt. Tôi đã ra lệnh cho zombie làm rất nhiều thứ, và bất ngờ nó tuân lệnh rồi làm theo thật. Cuối cùng tôi điều khiển nó tiêu diệt zombie khác. Sau khi nhận lệnh, nó vội lao vào choảng nhau luôn. Bây giờ tôi đã đi đến một kết luận chắc chắn.
Chỉ cần tôi không cách xa Sammy quá 80 mét, thì tôi có thể ra lệnh cho chúng làm bất cứ điều gì. Để luyện tập thêm, tôi đã thử điều khiển hai Sammy cùng lúc. Kết quả khá ổn. Rồi tôi tăng thêm số lượng Sammy. Sau khi ra lệnh cho 50 con, tôi không thể thêm nữa. Dường như tôi chỉ có thể điều khiển tối đa 50 Sammy cùng lúc. Điều này không làm tôi thất vọng, vì có thể điều khiển nhiều Sammy trong khoảng cách 80 mét. Như vậy đã vượt xa sự mong đợi của tôi rồi. Với siêu năng lực này, cùng với trí tuệ đỉnh cao của tôi, kết hợp sức mạnh và tốc độ siêu phàm, ngay cả khi không có pháo đài, thì tôi vẫn có thể sống sót qua tận thế này, thậm chí trở thành vua Sambi. Nhưng mối nguy hiểm trước mắt tôi bây giờ không còn là bầy rác sống nữa, mà chính là tổ chức Akatsuki kia. Chinsu nói rằng chúng cực kỳ nguy hiểm, nên một mình tôi không thể đối đầu với chúng được. Cho dù tôi có uống thuốc hồi sinh đi nữa, thì vẫn không phải đối thủ của chúng. Kiểu này tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không chỉ có xanh cỏ. Về cách để nâng cấp sức mạnh, thì tôi đã có sẵn một ý tưởng trong đầu. Kiếp trước khi tôi bị Sambi lao vào làm thịt, nhưng tôi vẫn kịp hóng hớt được Chinsu nói với ai đó. Thử nghiệm cho thấy máu của thần đằng kết hợp mạnh mẽ với thuốc. Nhờ đó chúng ta có thể chiết xuất thuốc hồi sinh, rồi sử dụng nó để giúp Akatsuki mạnh mẽ hơn. Và điều quan trọng nhất là, uống sữa chua Yakun sẽ giúp nâng cấp siêu năng lực. Nghe thì vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Không biết nhà khoa học ngáo ngơ nào đã nghĩ ra phương pháp này, nhưng chỉ cần giúp gia tăng siêu năng lực, thì có bảo tôi ăn cướp thì tôi cũng sẽ làm theo. Chứ việc uống sữa chua dễ như ăn kẹo, tôi chỉ sợ uống nhiều quá lại bị ẻ chảy thôi. Sau đó, tôi lấy ra một chai sữa chua Yakun rồi uống phát hết sạch. Rồi tốc độ và sức mạnh của tôi đã được cải thiện đôi chút. Tôi vội thử đi điều khiển Sambi một lần nữa. Bây giờ phạm vi hoạt động đã tăng lên thành 90 mét. Số lượng Sambi cũng tăng lên thành 100 con. Không ngờ chỉ với một chai sữa chua đã giúp tôi cải thiện rất nhiều. Vì vậy tôi đã vội vào nhà và uống thêm rất nhiều Yakun. Giờ đây khoảng cách tăng lên 100 và số lượng tăng lên 150 Sambi. Thật là ảo ma Canada quá đi. Sau khi sử dụng thuốc hồi sinh, thì tôi bắt đầu ăn khỏe như voi, vì lúc nào cũng có cảm giác đói. Trước khi đám Akatsuki đến đây, thì tôi sẽ tranh thủ uống thêm 200 chai Yakun. Cuối cùng tôi có thể điều khiển Sambi ở trong phạm vi 2 km, đồng thời kiểm soát được 10.000 con Sambi cùng một lúc. Với đội quân Sambi đông như này, thì tổ chức Akatsuki có mạnh tới cỡ nào cũng chỉ là cái đinh đối với tôi. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh tươi đẹp mà tôi vẽ ra. Chứ thực tế khi tôi hút đến chai Yakun thứ 10, thì siêu năng lực đã bắt đầu suy giảm. Kể cả tôi đã rất cố gắng uống thêm 200 chai nữa, nhưng dường như chẳng có tác dụng mẹ gì cả. Giờ đây tôi chỉ có thể điều khiển 500 Sambi trong khoảng cách 300 mét. Kết quả này thật sự tệ so với những gì tôi đã mong đợi. Với đám Sambi ít ỏi giật dẹo này, thì làm sao mà đỡ được bọn Akatsuki? Tôi vội xem còn bao nhiêu thời gian trước khi chúng đến. Chỉ còn chưa đầy 5 tiếng nữa thôi. Này gáy to quá, giờ tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Nếu lần này mà thất bại thì tôi sẽ bị cho đăng sức ngay. Tôi không nên chỉ tập trung vào việc nâng cấp siêu năng lực. Tôi cần phải triển khai hệ thống phòng thủ một cách toàn diện hơn. Sau khi tận thế Sambi xảy ra, tôi đã bắt được cô gái hãm hại tôi ở kiếp trước. Nhưng phía sau cô ấy là một tổ chức nguy hiểm muốn tiêu diệt tôi. Tôi đã mua rất nhiều thuốc nổ ở chợ đen, nên tôi điều khiển Sambi vác từ kho ra, rồi ra lệnh cho chúng trôn thuốc nổ ở xung quanh pháo đài và cả trên con đường nối từ thành phố tới đây. Khi đám lính Akatsuki đi qua là nổ tanh bành. Để cẩn thận hơn nữa, tôi cũng cài đặt luôn kíp nổ từ xa bằng máy tính bảng. Với số thuốc nổ còn lại, thì tôi đã trôn dưới lối vào trong pháo đài. Bên cạnh đó, tôi cũng đi xung quanh pháo đài và đặt rất nhiều bẫy để phòng thủ. Ngoài ra tôi còn tìm được vài vị trí đẹp có thể dùng để ẩn nấp và bắn tỉa quân địch. Cuối cùng, tôi ra lệnh cho 500 anh em Sambi ra cố ngôi nhà, đồng thời trang bị thêm hệ thống phòng thủ mạnh nhất thế giới. Việc triển khai như vậy cộng với 500 Sambi thì chắc đủ để ngăn cản đám Akatsuki rồi. Sau khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ, thì đồng hồ cũng chỉ vừa đúng 12 giờ đêm. Tôi định nằm xuống bắn phai phai tí, thì bỗng có tiếng nổ vang trời. Chúng đang tới. Tôi vội vác theo vũ khí rồi chạy lên sân thượng. Quan sát tình hình bên ngoài bằng kính viễn vọng, thì tôi đã bị sốc nặng khi thấy lực lượng quân địch. Chẳng trách Chinsu đã cảnh báo rằng đám Akatsuki này cực kỳ nguy hiểm. Chúng thực sự đã mang cả quân đoàn xe tăng tới đây. Những chiếc xe tăng này không phải là hàng bán trên Shopee, mà chúng là hàng Việt Nam chất lượng cao và được trang bị những khí tài hiện đại nhất. Nhìn thôi cũng phát hoảng với đội quân này rồi. Tôi đến được có tổng cộng 5 xe tăng. Khi tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì chúng đã nã đạn về phía này. Đối đầu với xe tăng hạng nặng như này, thì thuốc nổ tôi đặt trước đó chẳng có tác dụng mẹ gì cả. Mặc dù đã kích nổ một trận to vãi làm rồi, mà chẳng làm sức nổi cái bánh xe tăng. Tuyến phòng thủ đầu tiên của tôi cứ thế tan tành. Sau đó mấy chiếc xe tăng củ lìn này lại tiếp tục bắn phá pháo đài. Tôi còn chưa kịp ra lệnh cho đội quân Sambi xông lên tấn công, thì chúng đã bị đám Akatsuki thổi bay trong vòng một nốt nhạc. Chỉ vỏn vẹn 2 phút mà tôi đã mất gần hết mọi thứ. Chứng kiến sự công phá khủng khiếp này làm tôi thấy sợ vãi cả da quần. Giờ tôi không biết lấy cái nịt gì ra để phòng thủ nữa. Bọn chúng sẽ sớm phá cửa sông vào tóm cổ tôi.
Trong 36 kế, chạy là thượng sách, nên tôi vội quay về nhà trú ẩn. Đó là nơi kiên cố nhất trong pháo đài này, và cũng là nơi duy nhất có thể chống được đạn của xe tăng. Tôi đang chạy phọt cả cước thì bỗng có tiếng ầm ầm ở trên đầu, nên tôi đã ngẩng đầu nhìn lên xem thế nào. Hóa ra đó là một chiếc trực thăng đang bay quanh tôi. Tôi còn đang méo hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng nó đe dọa tôi. Đầu hàng hoặc chết. Đầu hàng là điều tuyệt đối không thể. Tôi biết rất rõ ràng nếu tôi rơi vào tay chúng thì kiểu gì cũng chẳng còn xác để mang về. Vậy nên tôi kệ mẹ lời cảnh cáo từ trực thăng. Rồi cứ thế tôi tăng ga đạp số, chạy với tốc độ bàn thờ về phía nhà trú ẩn. Nhưng chiếc trực thăng khốn nạn lại bay theo xả đạn về phía tôi. May mắn thay, tôi đã uống hơn 200 chai sữa chua Yakult, nên tốc độ và phản xạ đã tăng lên nhiều lần. Nhờ đó mà né được cơn mưa đạn từ trực thăng. Sau khi chạy mệt tụt quần thì tôi cũng vào được nhà trú ẩn. Rồi tôi vội nhìn qua cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Các bức tường của pháo đài đã bị thổi tung. Rồi đám Akatsuki tiến vào trong. Chúng bao vây quanh nơi tôi đang ẩn nấp và đe dọa. Tao cho mày 5 phút để ra ngoài đầu hàng. Nếu mày còn ngoan cố, thì tao sẽ san phẳng tất cả nơi này. Tôi nhìn qua cửa sổ, kẻ vừa lớn tiếng đe dọa tôi là một gã béo mặt sẹo. Hắn ta đang đứng ở giữa quân đoàn xe tăng, có vẻ hắn là chỉ huy của bọn chúng. Sếp ơi, thằng danh này có vẻ sống rất thoải mái ở nơi đây. Phải bắn bỏ nó mới được, trong khi chúng ta phải đối mặt với tận thế, thì nó lại ăn chơi nhảy múa trong pháo đài này. Nghe thấy chúng đang chửi bới tôi thậm tệ, đã khiến tôi vô cùng lo lắng và cảm thấy bất an. Đám lính Akatsuki này cũng có tốt đẹp gì đâu mà chê tôi. Chính chúng đã gây ra tận thế còn gì. Giờ mà tìm thấy kho dự trữ của tôi thì chúng cũng cướp sạch. 5 phút trôi qua nhanh chóng, nhưng bọn này tài thật, vẫn đứng đó buôn dưa le được. Tao đã mất hết kiên nhẫn rồi. Thằng danh này, nếu mày vẫn gan lì không chịu đầu hàng, thì được thôi, để tao dùng hỏa lực hóa kiếp cho mày. Sau đó hắn liền ra lệnh khai hỏa. Rồi tất cả xe tăng hướng về phía nhà trú ẩn của tôi. Chúng liên tục bắn phá dữ dội nhằm san phẳng mọi thứ ở đây. Nhưng chúng đâu ngờ được, thần đằng đẹp trai này đã tính toán cả rồi. Ngay từ trước tận thế, tôi đã thuê người nâng cấp ngôi nhà. Các bức tường xung quanh đã được bọc giáp chống tăng, nên dù chúng có bắn nhiều cỡ nào thì cũng chẳng gây hại được cái mẹ gì cho tôi cả. Mà các bạn khán giả còn nhớ không, ở ngay giữa lối vào pháo đài, tôi đã đặt một quả siêu bom điện ngục. Chỉ là siêu bom này cần có thời gian để kích hoạt. Vì vậy, tôi đã cố gắng ẩn nấp ở đây để câu thêm thời gian. Bọn đần kia đã bị tôi làm cho phân tâm rồi. Đến lúc này siêu bom đã sẵn sàng kích nổ. Giờ đây tôi sẽ cho chúng ném mùi sợ hãi. Khi đàn lính Akatsuki còn đang mải mê bắn phá, thì tôi đã nhấn nút kích nổ từ xa. Siêu bom địa ngục phát nổ ngay lập tức. Rồi một vụ nổ siêu to khổng lồ bao trùm lấy cả pháo đài. Trong tích tắc tất cả đã bị thổi bay, chỉ còn một đống đổ nát. 5 chiếc xe tăng hiện đại cũng biến thành sắt vụn. Tất cả đám lính ở quanh đó cũng bay màu cả lũ. Mặc dù mọi thứ đã bị phá hủy tanh bay như vậy, nhưng méo hiểu sao khối chỉ huy mặt sẹo vẫn còn sống được. Còn chiếc trực thăng của bọn chúng ở trên trời, sau khi chứng kiến đòn phản công mạnh mẽ của tôi, thì chắc cũng sợ vãi cả da quần, không dám ở lại bắn tôi nữa, mà nó đã vội bay đi mất tiêu. Lúc này, tôi đành bất lực đứng nhìn chiếc trực thăng bỏ trốn. Vì để tiêu diệt 5 siêu xe tăng kia, thì tôi đã dùng hết kho vũ khí rồi, nên giờ không còn cái nhịp gì để có thể bắn rơi trực thăng cả. Sau đó tôi bước ra khỏi nơi trú ẩn, và đi đến chỗ gã mặt sẹo. Làm sao có thể như vậy được? Mày đã làm gì để có được siêu bom địa ngục đó? Mọi thứ về mày đều nằm dưới sự giám sát của tổ chức. Với 300 tỷ thì không đời nào đủ tiền mua được những siêu vũ khí này. Gã sẹo đang có vẻ rất kinh ngạc. Ngoài đẹp trai ra thì tao còn rất thông minh nhé. Vì tao biết không đủ tiền mua mọi thứ, nên tao đã mua trả góp đấy. Tôi đã mua rất nhiều thứ ngay từ đầu, phần lớn là sử dụng hình thức trả góp. Mặc dù trong tài khoản tôi chỉ có 300 tỷ, nhưng nhờ phương pháp chi tiêu hợp lý, thì tôi vẫn có thể nâng cấp được pháo đài trị giá vài ngàn tỷ. Nhờ vậy đã giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Nói cho tao biết, tác dụng cuối cùng của thuốc hồi sinh là gì? Nếu mày không khai ra thì đừng trách tao vô tình. Mày tưởng mày có thể đe dọa được tao sao? Dù hôm nay có phải nằm xuống ở đây, thì tao cũng mèo nói cho mày biết, thằng mặt sẹo này có vẻ vẫn cứng đầu lắm. Nếu mày đã muốn thì tao cũng sẵn lòng chừa theo. Sau đó tôi lấy ra một chiếc búa và một con dao găm. Thằng kia thấy vậy thì sợ vãi cả da quần luôn. Mày muốn làm gì tao? Tôi lạnh lùng trả lời. Không có gì đâu, tao chỉ định massage cho mày tí thôi mà. Tao hứa sẽ nhanh thôi và không đau đớn gì đâu. Xong việc thì tao sẽ thả mày ra để mày có thể vui đùa với Sambi. Bình tĩnh anh trai ơi. Gã mặt sẹo sợ quá tái cả người. Cơ thể hắn run rẩy, hắn không chịu được nữa bèn nói. Em xin đầu hàng, em sẽ nói ra bí mật tối thượng của thuốc hồi sinh. Tôi đã kích hoạt con át chủ bài để tiêu diệt kẻ địch và bắt được gã chỉ huy mặt sẹo. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị khai ra bí mật, thì bỗng có viên đạn từ đâu bay đến xuyên tào hắn luôn.
Chứng kiến hắn chết không kịp ngáp đã khiến tôi bị sốc nặng. Vì sợ quá nên tôi đái mạnh ra quần. Tôi không có chút đề phòng nào cả. Nếu tôi bị bắn như này thì chắc chắn tôi sẽ ngủ cụt tỏ luôn. Sau khi bình tĩnh, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi sắp khám phá ra được bí mật của thuốc hồi trinh rồi. Không hiểu sao có kẻ lại tiêu diệt gã mặt sẹo đúng lúc này. Phải chăng kẻ đó muốn ngăn tôi biết được sự thật? Vì mọi thứ đã bị đổ bể, tôi liền lấy ống nhòm ra, rồi nhìn theo hướng bắn ra viên đạn. Tôi phát hiện ra ở tòa nhà cách đây 800m, trên tầng 30 của nó, lúc này có một kẻ bí ẩn đeo mặt nạ đang cầm súng bắn tỉa. Chính kẻ đó đã bắn hạ gã mặt sẹo kia. Đúng lúc tôi đang bối rối thì kẻ đó đã tháo mặt nạ ra. Sau đó người ấy nhìn về phía tôi và mỉm cười. Khi nhìn thấy gương mặt đó, tôi đã sốc không tin nổi vào mắt mình. Tại sao lại là cô ấy chứ? Người đeo mặt nạ này có gương mặt giống hệt với Chin Su. Tôi tưởng mình đang bị ảo giác nữa. Thế là cứ liên tục chớp mắt thật nhanh. Nhìn lại lần nữa. Đúng rồi, đó chính là Chin Su. Sao có thể như thế được? Rõ ràng Chin Su đã tự kết liễu trước mặt tôi rồi mà. Và tôi còn hỏa táng cho cô ấy nữa. Làm sao cô ấy vẫn còn sống được chứ? Trong lòng tôi tràn đầy sự hoài nghi. Không, người này không thể là Chin Su được. Đây có lẽ là chị em song sinh của Chin Su mà thôi. Lập luận của tôi nghe hợp lý phết nhỉ. Cậu không muốn biết bí mật về thuốc hồi trinh sao? Nếu có thì hãy đến phòng thí nghiệm hóa sinh trong vòng 24 giờ. Nếu cậu mà không đến thì sẽ bị biến đổi thành zombie ngay. Vào lúc này, giọng một cô gái vang lên từ bộ đàm. Tôi bước đến chỗ gã chỉ huy mặt sẹo. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy ở trên người hắn có một thiết bị liên lạc trông như là máy tính bảng vậy. Sau khi mở ra thì tôi thấy hình ảnh của cô gái bắn tỉa kia. Cô ấy trông có vẻ lâu ly giống hệt Chin Su, nhưng giọng nói thì hoàn toàn khác Chin Su. Điều này làm tôi chắc chắn rằng họ là chị em sinh đôi. Rồi tôi lạnh lùng lên tiếng. Cậu muốn lừa tôi đến đó à? Tôi đẹp trai chứ không có bị ngu đâu. Tôi không biết lai lịch của cô gái này, nhưng với kỹ năng thiện xạ của cô ấy, cách xa 800m mà vẫn bắn trúng gã mặt sẹo ngay trước mặt tôi thì không phải là dạng vừa đâu. Bỗng cô gái ấy lại lên tiếng. Khi cậu uống sữa chua Yakun xong, cậu có cảm thấy chóng mặt không? Thậm chí kèm theo cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể. Sau khi nghe cô ấy nói điều này, đã khiến tôi rất sửng sốt. Làm sao cô ấy biết được chuyện này cơ chứ? Khi tôi uống Yakun để nâng cấp sức mạnh thì có cảm giác giống hệt như cô ấy nói. Lúc đó tôi thầm nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một phản ứng bình thường khi cải thiện sức mạnh. Bây giờ có vẻ không đơn giản như vậy. Cô gái bỗng bật cười. Cậu có tò mò làm sao tôi biết chuyện đó không? Đó là bởi vì chính tôi đã nghiên cứu ra thuốc hồi trinh. Sau khi máu của cậu và thuốc hồi trinh được kết hợp thì có thể uống thêm sữa chua Yakun để tăng cường siêu năng lực. Nhưng điều đó cũng gây ra tác dụng phụ. Đó là khi cậu uống đến một mức độ nhất định thì các triệu chứng sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Nếu trong vòng 24 giờ tới tác dụng phụ không thuyên giảm thì cậu sẽ dần mất ý thức, rồi cuối cùng sẽ biến đổi thành zombie. Bây giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Trước đây tôi cứ ngây thơ uống thật nhiều Yakun để tăng sức mạnh, nhưng hóa ra uống nhiều sẽ có tác dụng phụ. Quả nhiên trên đời này không có gì là ngon ăn cả. Rồi cô gái kia cũng không nói gì thêm. Sau đó tôi cúp máy và quay lại nhà trú ẩn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì cô ấy đã cảnh báo. Bây giờ tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi hoặc là chết. Nếu ở lại đây thì rất có thể tôi sẽ bị biến thành zombie. Còn nếu tôi đi thì cũng rất có thể sẽ bị mắc bẫy. Tôi vẫn nghi ngờ tính chính xác về những gì mà cô ấy nói. Nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào nữa cả. Lần này tôi bắt buộc phải đặt cược mạng sống của mình. Nếu tôi sai lầm thì kiểu gì cũng bị cho đăng xuất. Nhưng tôi vẫn không muốn bị biến thành zombie chút nào. Thế là tôi quyết định làm liều một phen. Tôi sẽ đến phòng thí nghiệm sinh hóa để gặp cô gái ấy, dù biết sẽ rất nguy hiểm. Trước khi đi đến phòng thí nghiệm sinh hóa thì tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì tôi biết ở đó sẽ rất nguy hiểm. Khi tôi mua nhà tù bò hoang này thì người bạn đã tặng kèm cho tôi một chiếc xe bọc thép. Hiện tại chiếc xe đang đậu ở sân sau của pháo đài. Tôi dự định sẽ nâng cấp nó lên một tầm cao mới. Sau khi tháo hết vỏ ngoài của chiếc xe ra thì tôi đã lắp cho nó giáp chống đạn dày nửa mét. Nhờ vậy chiếc xe đã trở nên vô cùng chắc chắn. Để cẩn thận, tôi còn lắp thêm lưới điện xung quanh xe. Sau đó từ trong kho tôi đã lấy hết vũ khí ra, rồi xếp chúng gọn gàng lên xe bọc thép. Tôi cũng đã mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm hiện đại nhất. Sau khi chuẩn bị vũ khí xong thì tôi liền dùng siêu năng lực điều khiển cho 500 anh em zombie. Rồi chúng tôi lái xe bọc thép và hướng thẳng tới phòng thí nghiệm sinh hóa. Đó chính là nơi chiếc máy bay rơi xuống, sau đó khiến cho virus zombie bắt đầu phát tán ra bên ngoài. Phòng thí nghiệm cách đây 5 km. Trên đường đi tôi đã ra lệnh cho zombie vây quanh xe bọc thép. Nhờ vậy mùi hôi thối của chúng sẽ giúp che đi mùi cơ thể của tôi. Mặc dù đã được 500 anh em zombie bảo kê, nhưng để an toàn thì tôi vẫn lái xe rất chậm, với tốc độ chỉ 2 km/h. Trên đường phố hiện giờ tràn đầy sắc sống. Vì tôi mang theo 500 zombie gây ra rất nhiều tiếng ồn, nên đã thu hút sự chú ý của những zombie khác. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện thì tôi sẽ phải dừng xe lại ngay lập tức, rồi chờ chúng rời đi hết thì mới tiếp tục được hành trình. Sau 2 tiếng di chuyển chậm như rùa thì tôi mới đi được 4 km. Vẫn còn cách phòng thí nghiệm sinh hóa 1 km nữa.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có chấn động dữ dội. Cái con què gì vậy nhỉ? Lòng tôi nặng trĩu, không biết ở phía trước đã xảy ra chuyện gì. Tôi lo lắng rằng chuyện này sẽ ngăn cản tôi đến phòng thí nghiệm. Nghĩ đến việc sắp bị biến đổi thành zombie khiến tôi rất sợ hãi. Nên tôi vội dùng tâm trí của mình điều khiển zombie tiếp tục đi. Nhưng đột nhiên lũ zombie không nghe lệnh tôi nữa. Chúng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thôi xong kiếp này coi như bỏ. Tôi bắt đầu hoảng loạn, giơ lấy ống nhòm ra để quan sát tình hình. Khi phát hiện ra tất cả zombie đang tập trung lại một chỗ. Ở đó có một xác sống khổng lồ. Nó phải cao tới 5 mét, nhưng dường như nó đã chết lâu rồi. Không biết có gì ngon mà cả lũ zombie lao vào cắn xé. Sau đó từ bụng của con zombie khổng lồ, dần dần lộ ra một tinh thể màu đỏ có kích thước bằng trái lê. Với kinh nghiệm 20 năm xem Dung Quốc thì tôi cảm thấy viên tinh thể này có gì đó rất đặc biệt. Bây giờ lũ zombie đã thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, nên tôi cũng không dám lái xe về phía trước nữa. Nhưng nếu không đến phòng thí nghiệm để lấy thuốc giải, thì kiểu gì tôi cũng bị biến đổi thành zombie. Lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, tôi quyết định sử dụng siêu năng lực của mình, rồi di chuyển đến giữa bảy xác sống và lấy viên tinh thể về. Nghĩ là làm, tôi phóng như điên về phía trước. Nhưng bất ngờ chưa bà già, lũ zombie không hề tấn công tôi. Tất cả bọn chúng chỉ mải mê chạy về phía xác sống khổng lồ. Nhìn chúng nó ăn mà tôi thấy tưởng vãi loạn. Sau đó tôi tiếp tục chạy về phía bảy zombie đang đánh chém, rồi dễ dàng lấy được viên pha lê màu đỏ. Khi đã xong xuôi, tôi vội quay đít đi và chạy với tốc độ bàn thờ để quay lại xe. Khi cầm viên pha lê đỏ trên tay, tôi liền suy đoán rằng viên pha lê này không hề tầm thường chút nào. Lý do giúp con zombie kia khổng lồ như vậy rất có thể là từ năng lượng của viên pha lê này. Nhưng sau khi quan sát thì tôi chẳng thấy viên pha lê này có gì đặc biệt. Bỗng lúc này tôi đã thấy một cảnh độc lạ bình dương. Sau khi ăn thịt xác sống khổng lồ kia thì lũ zombie kia bắt đầu bị biến đổi. Chúng trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một số con zombie thậm chí còn có thể giao tiếp đơn giản. Vậy thì viên pha lê đỏ này chắc chắn là thứ giúp tiến hóa zombie. Lúc này trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý tưởng cực kỳ điên rồ. Nếu nó có thể giúp zombie tiến hóa thì biết đâu cũng có thể loại trừ tác dụng phụ của thuốc hồi trinh. Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, thì cuối cùng tôi cũng quyết định nuốt viên pha lê đỏ này vào. Mặc dù tôi đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí, nhưng chắc chắn vẫn không thể đánh bại được cô gái ấy. Suy cho cùng, nếu đúng như lời cô ta nói, tác dụng phụ của thuốc hồi trinh sẽ biến đổi tôi trở thành zombie, và chỉ có cô ta mới có thuốc giải độc. Vậy bây giờ tôi có khác gì con cá nằm trên thớt đâu? Cô ta sẽ tùy ý xử lý tôi. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần này tôi bắt buộc phải làm liều rồi. Sau đó với khí thế hùng hồn, tôi nuốt mạnh luôn viên pha lê vào bụng. Và khoảnh khắc tôi nuốt nó xong, một dòng năng lượng lập tức chảy khắp cơ thể tôi. Cuối cùng, có thứ gì đó đã đi vào đầu tôi, khiến tôi hơi choáng váng và nóng ran. Một cảm giác sảng khoái bừng tỉnh trong tôi. Giờ tôi cảm nhận được tác dụng phụ của thuốc hồi trinh đã hết. Trong phút chốc tôi cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Không thể ngờ rằng lần chơi liều này của tôi đã thành công. Sau khi loại bỏ được các tác dụng phụ kia, thì dường như siêu năng lực của tôi đã tiến hóa lên tầm cao mới. Đầu óc tôi trở nên thông minh vô cực. Còn về sức mạnh thể chất thì tôi đã được tăng lên gấp 10 lần rồi. Để không khơi dậy sự nghi ngờ của cô gái bí ẩn kia, nên tôi đã giành lại quyền kiểm soát 500 zombie. Đám này sau khi ăn thịt của xác sống khổng lồ thì cũng đã tiến hóa. Chúng đã trở nên rất khác biệt so với lúc trước. Giờ đây ngoài có thể giao tiếp đơn giản với nhau, thì sức mạnh của chúng cũng đã tăng lên gấp nhiều lần. Tôi ước tính rằng với 500 zombie đã tiến hóa này, có năng lực chiến đấu bằng 2000 zombie bình thường. Mặc dù tôi không biết sức mạnh của cô gái kia ra sao, nhưng với sự bảo kê của đám đàn em zombie này, thì tôi có thể chiến thắng. Sau đó tôi tiếp tục lên đường, lái xe thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng, tôi cũng đã đến trước cửa phòng thí nghiệm sinh hóa. Không chần chừ lâu, tôi vội rời khỏi xe. Cánh cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra, có giọng một người phụ nữ vang lên từ bên trong. Hãy để lại những zombie của cậu ở ngoài đó. Chỉ duy nhất cậu mới có thể tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Nếu không thì có cái nịt tôi đưa cho cậu thuốc giải. Có vẻ như cô ta vẫn chưa biết sự thật rằng tôi đã loại bỏ được hết tác dụng phụ và tôi đang có một kế hoạch khác. Sau đó, tôi hành động như thế tôi đang bị cô ta kiểm soát. Tôi ngoan ngoãn bước vào bên trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa đi được vài bước hướng về phía trước, thì đột nhiên có một chiếc lồng sắt được thả xuống giam lấy tôi. Chiếc lồng này vô cùng nặng và chắc chắn. Xung quanh được hàn kín lại, ở phía dưới có gắn bánh xe, nên tôi cứ thế đẩy nó đi cùng. Sau một lúc lâu, tôi đã đến được nơi tận cùng của phòng thí nghiệm. Nơi đây cách mặt đất 58 mét. Nhưng bất ngờ tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng sốc. Ở đây có hàng trăm buồng mô phôi khác nhau. Chúng được đặt ở dọc lối vào của phòng thí nghiệm. Bên trong mỗi buồng mô phôi siêu to khổng lồ kia lại có một cô gái được đặt trong đó. Tất cả họ đều giống hệt với Chin Su. Trời đất, cái lùm mía gì vậy? Chẳng lẽ đây là phương pháp nhân bản con người? Tại sao ở đây lại có công nghệ tiên tiến vậy nhỉ? Sau một hồi bối rối thì tôi vội trấn tĩnh lại ngay mới được. Vì tôi vẫn còn có kế hoạch trước mắt cần thực hiện, nên tôi tiếp tục đi vào sâu bên trong phòng thí nghiệm. Đi qua một hành lang dài vắng vẻ đến đáng sợ, thì cuối cùng tôi đã đến nơi. Nơi đây có vô số thiết bị nghiên cứu hiện đại nhất. Nhưng đúng lúc tôi đang kinh ngạc, thì bỗng có một người phụ nữ giống hệt Chin Su bước từ trong ra.
Cô ta từ từ tiến đến, sau đó nhìn tôi và nói, đã lâu không gặp nhỉ, thân đăng. Tôi ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ này chắc chắn là Jin Su thật. Còn cô gái trước mặt tôi ngày hôm đó chỉ là bản sao thay thế của cô ta mà thôi. Jin Su trước mặt tôi lúc này chắc chắn đã rất nhiều tuổi. Lẽ ra cô ta phải là một bà già, nhưng nhờ công nghệ nhân bản nên cô ta vẫn mãi trẻ như vậy. Hãy hiến máu cho tôi và tôi có thể đưa cho cậu thuốc giải độc. Rồi hãy trở thành tay sai của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới. Cô ta đã đe dọa tôi với giọng điệu nham hiểm và tham vọng làm bá chủ nhân loại. Được thôi, nhưng trước hết tôi muốn biết bí mật cuối cùng của thuốc hồi sinh là gì. Tôi đã hỏi điều khiến tôi tò mò suốt bấy lâu nay. Jin Su nghĩ rằng cô ta đã kiểm soát được tôi nên không ngần ngại trả lời luôn. Bí mật cuối cùng đó là kết hợp thuốc với máu của cậu thì không chỉ có siêu năng lực điều khiển zombie mà nó còn có thể vô hiệu hóa virus zombie. Nhưng tôi cũng chẳng có nhu cầu giải cứu loài người khỏi zombie. Điều tôi quan tâm là lấy máu của cậu để thống trị thế giới. Được rồi, đừng có xả lờ nữa mà nhanh chóng hiến máu đi. Sự kiên nhẫn của cô ta dành cho tôi dường như đã hết. Vội lấy ông tiêm ra để rút máu của tôi. Cậu có biết để bắt được cậu thì tôi đã mất đi cả một đội quân tinh nhuệ nhất không? Vậy nên tôi sẽ phải rút thật nhiều máu của cậu để nghiên cứu. Tôi đẹp trai chứ không có bị ngu đâu. Tôi cười khẩy một cái, rồi nhẹ nhàng rút thanh sắt trên chiếc lồng ra. Cứ thế cái lồng bị tôi xé toang. Với tốc độ cực nhanh, tôi vội tiến tới tóm cổ cô ta. Lúc này sắc mặt Jin Su tràn đầy sự kinh hãi. Làm sao có thể như vậy được? Cậu đã làm gì mà lại có sức mạnh khủng khiếp vậy? Chiếc lồng này vô cùng chắc chắn. Đừng nói lời vô tri nữa. Nếu muốn sống thì giao hết tài liệu nghiên cứu ra đây. Giờ cậu còn dám lớn tiếng đe dọa tôi cơ à? Nếu không có thuốc giải độc của tôi thì cậu sẽ biến thành zombie. Hãy ngoan ngoãn trở thành nô lệ của tôi. Thì may ra cậu còn đường sống. Thấy cô ta vẫn còn vênh vào lắm, nên tôi cũng chẳng buồn nói nhiều. Tôi bẻ một cái thật mạnh rồi ném cô ta ra chỗ khác. Đến khi chết thì cô ta vẫn méo hiểu tại sao. Đây là kết cục cho một đàn bà tham vọng dám lừa dối tôi. Ngay sau khi xử lý cô ta xong, tôi đã ra lệnh cho đàn em zombie của mình mang hết tài liệu nghiên cứu ở phòng thí nghiệm về pháo đài. Sau đó tôi dành thêm một tháng nữa để điều khiển đội quân zombie xây dựng lại pháo đài. Đồng thời trong căn cứ của mình, tôi đã xây dựng được một phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Ở đây có rất nhiều trang thiết bị tối tân nhất. Sau khi nuốt viên pha lê đỏ, các tác dụng phụ của thuốc hồi sinh đã được loại bỏ hoàn toàn. Giờ tôi có thể thoải mái uống sữa chua Yakun để nâng cấp sức mạnh. Sau hơn một tháng uống không ngừng nghỉ, thì siêu năng lực của tôi đã tăng gấp trăm lần. Với tình hình bây giờ, dù không có vaccine chống zombie, thì tôi vẫn có thể sống thoải mái. Nhưng là một người đẹp trai khoai to, thì tôi phải có trách nhiệm cứu nhân loại. Sau khi đớp được viên pha lê kỳ diệu kia, thì trí tuệ của tôi đã phát triển vượt tầm vũ trụ. Chỉ trong 3 tháng, tôi đã hoàn toàn hiểu được hết tất cả tài liệu mà cả đời Jin Su đã nghiên cứu được. Rồi tôi bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải zombie. Hiện tại thì tôi vẫn chưa điều chế ra được cái mại gì, nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày không xa, tôi sẽ tạo ra thuốc giải để trở thành anh hùng cứu cả nhân loại. Còn ở chỗ phòng thí nghiệm cũ, hàng trăm cô gái nằm trong buồng phôi thai cũng đã được tôi di chuyển hết về pháo đài của mình. Và từ đó tôi có cả dàn mỹ nữ phục vụ nhiệt tình. Các bồ thấy hay thì like và subscribe cho Cúc Nhạc. Yêu các bồ nhiều.